Minh Thúy xin kính chào quý vị hôm nay thứ Sáu, 11 tháng 8, 2023. Đến với VATV hôm nay gồm có phỏng vấn đặc biệt và nhạc lá bồ đề. Sau đây, mời quý vị theo dõi Phúc Bừng Sáng Trong Tù của Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ và bước ngoặt tư tưởng của ông sau Phúc Bừng Sáng. Giây phút thức ngộ đặc biệt đã giúp cho ông dứt bỏ con người cũ để trở thành con người mới. Trong giây phút thức ngộ đó, ông chợt nhận ra những đòn phép thâm độc nhất để đánh quỵ người tù. Cùng những suy nghĩ của người tù Nguyễn Hữu Lễ khi đã đi hết quãng đường khổ đau, chịu đựng của tâm thức của một tù nhân để tìm được sự an nhiên, bình thản trước chuỗi ngày đen tối. Khi ông đã vứt bỏ những khao khát phải tìm tự do, phải cướp tàu, phải vượt ngục. Sự vượt thoát của ông trong tư tưởng trước khi sự thực vượt thoát khỏi nhà tù. Qua phần 18 phỏng vấn đặc biệt với Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ do Phan Lê Dũng, Võ Thành Nhân và Minh Thúy thực hiện. Nếu mà nói anh em nói trả lễ gọi nó dốc mà ở tù không, mười mấy năm trước tôi mơ từng ngày từng phút từng giây, cả trong giấc mơ cũng thấy. Vì đầu tiên tôi viết thơ chị, tôi nói chị ơi, em sống bình yên lắm, chị đừng có ra sống em nữa, khỏi gửi quà khám gì hết, bởi vì em đầy đủ lắm. Bởi vì mấy anh em đi về họ để tôi rất nhiều của cải, nồi niêu son chảo chén bát củi đuốc bao bị túi có một thứ gì mà trong tù nó quý đó. Hồi xưa anh biết không, tôi không có cái quần áo để mặc, không có cái bát ăn cơm. Bây giờ tôi thành một tỷ phú nghe, hàng trăm cái hòm cái rương, hàng trăm cái nồi, hàng trăm cái logo mà giàu quá trong tù vậy là giàu rồi. Thì tôi gặp cộng đồng tình thương phân phát với người tù khác, và khi mà tôi được ra về đó, cái người báo tin cho tôi đó là một người nữ cán bộ mà phải nói là rất là quý mến tôi, phải quý mến tôi ghê. Và khi cô ta đưa cái bản đánh máy giấy xanh á, tôi cầm cái giấy đó, tôi tưởng cái tên Nguyễn Hữu Lễ là tên của ai đó, không tên của mình. Rồi cô ta nói anh Lễ, tại sao anh được về mà anh buồn vậy? Tôi là không dám nói sợ cô ta buồn, tôi nói tôi cũng chẳng hiểu sao đó. Mà tôi biết có ra về đi nữa thì bước ra từ nhà tù nhỏ qua tù lớn chưa chắc nó an toàn bằng ở đây. Nhưng mà ý Chúa muốn là về tôi phải về thôi. Chứ thật ra đó, không có biết ngày giờ nào mình về hết. Chính vì thế đó, đây là một cái đòn rất là độc đáo để nó giữ những người phản bội. Cái câu cải tạo tốt thì về, nó là miếng mồi để giữ những người kia mình nhẹ dạ, ráng mà cải tạo cho tốt. Tốt là gì? Anh phải từ bỏ con người anh đi, rồi anh phải phản bội lại anh đi, anh phản bội bạn bè anh đi, anh phải giết bạn bè anh đi để chứng tỏ anh là tốt. Đó là một cái người họ đã sa ngã cái cơn cám dỗ đó. Ngày vô tù chúng tôi, cái khổ nhất của đời tù tôi đó là không có niềm hy vọng. Trong sách tôi có viết, cái khổ nhất chúng tôi là không biết tương lai mình là sao cả. Tôi nhớ cái câu thơ của Đăng Tuê Abugani muốn nói đó. Đại khái câu thơ tôi dịch tiếng Việt là: trên ngưỡng cửa địa ngục có khắc câu này, hỡi những kẻ sắp bước vào đây, hãy để niềm hy vọng lại bên ngoài. Câu thơ của Abugani chúng ta Đăng Tuê nghĩ đó, tôi nhớ câu thơ đó. Chứ là khi hỡi những kẻ sắp bước vào đây, địa ngục đó, hãy để niềm hy vọng lại bên ngoài. Mà con ta sống hy vọng sao sống được. Đó, anh hỏi tôi là vậy, dài dòng. Lúc đầu tôi trong ngày, trong đêm, trong không thể tưởng tượng được. Bằng chứng là tôi đã vượt ngục, tôi đã cướp tàu, tôi hết mọi cách để tôi được tự do, để tôi vượt ngục. Nhưng mà khi mà được kêu gọi về, tôi không muốn về nữa. Bởi vì tôi là một người được giao một sứ mạng. Thành ra nó hơi lạ. Nó cứ lạ đó. Khi mà cha về như vậy thì trước bao nhiêu lâu thì cha đi qua bên... Tôi về được 5 tháng anh. 5 tháng thì cha đi lại khỏi nước luôn. Không sống được anh ạ. Có lẽ tôi là người nó bị chiếu cố nhiều quá sao không biết. 5 tháng anh ạ. Về Sài Gòn rồi anh biết, trời ơi.
Cửa trọ nhà bà cô trong hẻm vậy. Ở đầu đó nó có một cái đồn công an. Ngày nào không có công an nó ngồi nó bắn một thể đó. Rồi lúc đầu về thì mỗi tuần phải đến viết tường thuật, viết báo cáo. Trong báo cáo đó nó hỏi trong tuần rồi đó, anh gặp những ai, khách anh tên gì, anh bàn về chuyện gì, anh thấy trời ơi nó kiểm soát. Tháng sau đây nửa tháng ra một lần, tháng sau một tháng trình diện một lần. Không cách gì sống được, không cách gì sống được. Quốc tịch không khó, cư trú không khó. Nó chỉ định tôi về nhà quê sống, anh biết nhà quê thì chị tôi nói rằng khi mà nghe tin em sắp về đó thì ở địa phương nói cái thứ đó mà không bầm cho cá ăn còn cho nó về làm cái gì. Địa phương nó nói vậy làm sao anh về sống ra được. Lúc đó mình hoàn toàn không trong tay nó đó. Thì tôi nhờ một cô cán bộ mà tôi quen mà miền Bắc á, phải nói cô rất thương thôi, đến giờ này cô vẫn còn quý mến. Tôi nhờ cô làm giấy ra trại thứ hai, tôi có hai giấy ra trại mà, viết giấy ra trại đổi địa chỉ về Sài Gòn cho tôi tạm trú Sài Gòn, nhờ giấy vô thân. Cho tới đúng năm tháng thì tôi ra đi, tức là chơi canh bạc lớn thứ hai. Sao cha ra đi? Lúc đó anh biết là cứu giàu rồi, cứu giàu rồi. Thì hết cơn bị cực tôi hồi thứ hai, gặp những ân nhân giúp đỡ. Tôi may mắn tôi có bà chị nuôi. Hồi xưa tôi ung thù thì chị hay giúp đỡ, mà không ai biết ai đó. Sau khi còn đến thăm thì mới biết là chị Thập đó với chị hai của tôi đó là cùng tuổi. Và hai người đã có chị ân nhân từ lâu rồi thì tôi mới nhận bà chị tôi đó là bà chị. Thì chị ở Sài Gòn chị mới chạy tới luôn tìm đường đó để gửi gắm cho tôi đi vượt biên. Bây giờ chị tôi còn sống, chị tôi hôm nay 97 tuổi rồi. Thành ra đó là một cái mai. Chạy đi vượt biên, qua bên Campuchia, rồi từ Campuchia qua Thái Lan. Đường bộ hết? Đường bộ là từ Thái Lan qua đây bằng cái tàu. Cái đoạn đó cũng ghê lắm các bạn ơi, nhưng mà tôi nói. Thế nên bây giờ tôi giống như cuốn tiểu thuyết ạ. Cuốn tiểu thuyết ạ. Nó phản lặng chút nào. Chỉ phản lặng rồi khi tôi đến đất New Zealand là phản lặng. Nhưng mà phản lặng ở đó rồi thì tôi không nguyện đâu. Tôi đi làm việc khắp nơi trên thế giới trong 30 năm nay rồi. Đó là cái đại khái này. Bữa nay gặp anh tôi rất vui và tôi có nói chuyện anh nghe cái tâm tình của một người chứng nhân thời cuộc. Cho tôi biết cuốn sách Tôi Phải Sống nó không phải là có người gọi là cuốn hồi ký, không phải. Không phải hồi ký. Hồi ký là kể chuyện về anh nên làm việc gì lớn lên, làm chính trị. Đây tôi còn có bút ký là tôi ghi nhận như cái máy chụp hình nè. Cuốn sách tôi là máy chụp hình, tôi góp những cái phim ảnh để cho toàn bộ cái khung cảnh của xã hội Việt Nam và Việt Nam hậu bán thế kỷ 20 qua đầu thế kỷ 21 và những gì đã xảy ra trên quê dân tộc mà tôi là một người có mặt không đó, có mặt chứ không phải nghe, không nghe. Tôi nghe kể chuyện lại mà tôi có mặt, ví dụ nói dù ngày qua tôi nói dù anh tiếp chết đó, tôi có mặt và tôi đủ tư cách để tôi nói là cái sự thật. Người ngoài không hiểu gì hết á, có người viết ông cha lễ ông dựng chuyện cũng nói hơn. Thành ra anh thấy năm nay tôi cũng 80 tuổi rồi, 79 80 tuổi rồi, nhưng mà nhìn lại đó, nó là cả một cái bức tranh quần đủ thứ chuyện, đủ chuyện. Trong đó nó có văn hóa, chính trị, tôn giáo, dân tộc, đời sống và cái sự bất hạnh giữa hình thức người và tất cả. Nhưng tôi xin nói rõ trước mắt tôi không có kẻ thù. Mà kẻ thù dân tộc tôi là kẻ thù của tôi. Kẻ thù dân tộc tôi là của tôi. Còn cá nhân tôi không có người nào thù á. Cho dù anh đánh tôi, anh giết tôi, anh chửi bới tôi vậy, tôi tha thứ thì hoàn toàn dễ dàng lắm. Mà kẻ thù dân tộc tôi á, là kẻ thù của tôi. Tức là chế độ cộng sản, cái chủ trương cộng sản, cơ cấu người theo đó là kẻ thù dân tộc. Mà nói kẻ thù của tôi là kẻ thù đó đó. Nhưng tôi không tiêu diệt con người. Không tiêu diệt con người. Nhưng bằng mọi giá, phải làm cho sập đổ cơ cấu xấu xa đó. Cái cơ cấu đã đưa con người vô
sự tồi tệ không phải con người mà do cơ cấu. Có người nói cha lễ chống cộng không đúng, không đúng. Tôi chống tất cả những gì xấu xa để đài đỏ dân tộc tôi. Cái đó phải bị hủy bỏ để xây dựng một cái xã hội tốt lành cho dân tộc. Trong đó, ngay cả những người đang trong hàng ngũ cộng sản bây giờ, tôi biết nhiều hơn đó. Trong thời gian 13 năm tù đó, những năm sau cùng tôi tiếp xúc rất nhiều với người cán bộ cộng sản. Khi miền Nam về hết rồi tôi ở lại. Chính tôi dạy tiếng Anh cho mấy ông cán bộ cộng sản. Chính tôi liên lạc về văn hóa với họ rất nhiều. Và họ đã thổ lộ tâm tình với tôi. Họ khuyên tôi đó, nếu anh được ra về, anh ráng tìm đường mà đi. Nước này không phải nơi anh sống đâu, tư tưởng anh không sống được đây đâu. Còn tôi đó, bởi vì đã vô đây rồi. Còn gia đình tôi, vợ con thôi, tôi đã vô trồng rồi. Họ biết họ đi đường sai, họ biết. Nhưng bây giờ cái đó nó bị đóng khung rồi, họ không thoát ra được.